Super. Qua chờ xem nó giặt không? Được chưa các bạn? Như là chúng ta đã hoàn thành xong cái vấn đề sửa một cái bộ mạch Elac. Hết báo lỗi các bạn ha. Giờ chúng ta có thể giao cho khách hàng được đó các bạn. Rồi, như vậy thì các bạn thấy để sửa một cái mạch Elac thì chúng ta cần phải hiểu về nó thì chúng ta sẽ sửa nó rất là nhanh gọn lẹ, còn các bạn không hiểu về nó thì rõ ràng là các bạn làm rất là lâu, cực kỳ lâu. Vậy các bạn hiểu vấn đề không? Mình chỉ hướng dẫn ban cho các bạn thôi ha. Còn vấn đề mà các bạn phân tích nguyên lý hoạt động như thế nào đó thì các bạn cần phải đi học. Số điện thoại của mình là 0907 716 705. Bạn nào có nhu cầu học nghề thì liên hệ với mình. Địa chỉ của mình là 861/61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh các bạn ha. Các bạn, những cái video clip mình mong hướng dẫn để cho cộng đồng chúng ta biết thêm về những cái bo mạch của máy lạnh máy giặt. Thì các bạn có yêu thích thì các bạn có thể like cho mình một like để mình có động lực để làm cho những cái bo mạch về sau ngày càng gì tốt hơn để cho các bạn xem. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Khoảng đây mình nói một vấn đề với các bạn là các bạn học nghề ở chỗ mình thì theo chương trình thì nó là như vậy, thì 3 tuần khóa cấp tốc, khóa thường thì 3 tháng. Nhưng mà khi các bạn học xong ở đây thì các bạn có thể ở lại đây, phải không? Làm mạch phụ mạch sửa mình, khi các bạn rành gì lý thuyết các bạn có thể là sửa mà phụ mình sửa những mạch cho khách hàng do chính bản thân mình, chứ không phải là cứ xong 3 tuần hoặc là 3 tháng là thầy chỗ đứt đoạn, họ không có. Còn những cái bạn nào mà gọi mình alo mình nhờ trợ giúp thì các bạn không phải học trò mình thì các bạn cứ nói là không phải học trò mình, không mắc mới gì các bạn cứ nói là học trò mình để mình chỉ cho các bạn, không cần thiết cái chuyện đó. Tại vì khi mà các bạn mới nói học trò của mình thì có những câu hỏi mà các bạn hỏi mình là mình biết các bạn không phải học trò của mình rồi, cho nên các bạn không cần phải hỏi. Và từ về sau các bạn nào khi mà bạn nào mà muốn hỏi mình thì nên ép cái nick Zalo vô, tại vì mình coi khuôn mặt mình sẽ trả lời. Tại vì có những cái đối thủ cạnh tranh có những khuôn mặt mình rất là không ưa, cho nên là các bạn khi mà các bạn muốn hỏi mình thì các bạn cứ ép nick Zalo, có gì nhắn tin qua Zalo cho mình không tiếp điện thoại nữa nha các bạn nha. Các bạn nên nhớ, còn khách hàng thì cứ gọi bình thường, còn những cái bạn mà cần tư vấn sửa chữa máy thì các bạn phải ép nick Zalo để mình xem khuôn mặt. Rồi sao là vậy, các bạn nhớ cho mình ha, số Zalo của mình là 0931157788 và mình sẽ trả lời lại cho các bạn, và có thể là mình sẽ kêu các bạn gọi lại cho mình các bạn ha. Rồi như vậy các bạn nhớ vấn đề đó. Rồi, chúc các bạn thành công trong cuộc sống các bạn ha. Các bạn nào có nhu cầu mà muốn xem những cái video mà cần mình làm những cái video nào đó để giúp cho các bạn thì các bạn có thể là comment ở dưới, bình luận ở dưới, phải không? Và đồng thời like cho mình để mình có những cái động lực làm những video mới ngày càng hay hơn, giúp cho các bạn gì trong cuộc sống ngày càng tốt hơn trong vấn đề sửa chữa bo mạch, để không phải vất vả trong vấn đề các bạn đi sửa chữa nữa các bạn. Rồi, chúc các bạn thành công. Thank you.